Cũng là trend thử lòng người đi đường, nhưng ở Việt Nam thì có cái kết lạ lắm, khi hai cũng lơ đi và sự thật đằng sau. Đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên đang thử lòng người đi đường và tặng iPhone như hot trend ở nước ngoài. Tưởng chừng như sẽ có người giúp đỡ, nhưng về Việt Nam đu trend thì có gì đó sai sai. Tất cả mọi người đều ngó lơ thanh niên này hoặc chủ động từ chối giúp đỡ. Vì thấy thanh niên thân là đàn ông sức dài vai rộng mà còn đi xin tiền nên chẳng ai mảy may quan tâm lắm. Bạn ơi, không mình 10.000 mình mua cái bánh mì được không? Cũng được rồi bạn. Cho mình 10.000 mình mua cái bánh mì được không ạ? Mình xin 10.000 mình mua bánh mì. Có, mình xin. Mình cảm ơn nhá. Ôi trời ơi! Thực chất thì lòng thương người vẫn tồn tại ở xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người cũng khá đề phòng khi sợ bị lợi dụng lòng tốt của mình bởi những đối tượng xấu không làm mà đòi có ăn. Nhưng việc đề phòng quá cũng khiến xã hội trở nên vô cảm. Sau khi đăng tải đoạn clip đu trend này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Được biết, địa điểm được nam thanh niên thực hiện ở phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội nên có người đã để lại bình luận như sau. Người miền Bắc lạnh lùng chứ người miền Nam phóng khoáng hơn nhiều. Đề nghị anh trang bị camera giấu kín chứ không nên quay cận mặt người ta thế kia. Làn sóng tranh cãi dữ dội bỗng xảy ra khi cộng đồng mạng có những comment phân biệt vùng miền, nói người Bắc keo kiệt, nếu như ở miền Nam thì 10k họ không tiếc. What the hell? Hiện chiếc trend từ nước ngoài này mới chỉ có mình nam thanh niên hưởng ứng, nhưng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Còn bạn, bạn nghĩ sao về màn đu trend thử lòng người đi đường của thanh niên trên? Comment ngay cho TV Trend được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.